Vụ Chính sách đa biên Bộ Công Thương vừa tổ chức họp tổ chuyên gia nhằm tham vấn ý kiến đối với bảng câu hỏi khảo sát cho doanh nghiệp, phương pháp khảo sát và phương pháp tính toán để xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA, FTA Index tại các địa phương năm 2024. Theo Bộ Công Thương, FTA Index là thước đo khách quan để đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do của các địa phương. Việc xây dựng FTA Index nhằm phản ánh mức độ hiệu quả của các FTA mang tới cho các địa phương là thông tin bổ sung tin cậy để các nhà đầu tư định hướng và đưa ra quyết định đầu tư, đồng thời giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, cũng như vai trò của các cơ quan trung ương. Bộ Công Thương kỳ vọng FTA Index sẽ giúp cho các tỉnh thành thay đổi tư duy, thay đổi cách làm trong việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tận dụng FTA. Các nội dung khảo sát gồm tiếp cận thông tin về các FTA, việc thực hiện quy định pháp luật, đánh giá các vướng mắc trong quá trình tuân thủ pháp luật thực hiện các FTA, việc triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tận dụng cơ hội của các FTA, thực hiện các cam kết về phát triển bền vững. Theo kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai thủ tục quy trình phê duyệt phương án điều tra, bảng hỏi và phương pháp tính chỉ số FTA, xây dựng hệ thống phần mềm xử lý điều tra, hạ tầng công nghệ thông tin, kiểm tra giám sát công tác điều tra thu thập thông tin tại các địa phương, công bố kết quả điều tra và lưu giữ toàn bộ phiếu thu thập thông tin gốc, dữ liệu điều tra. Dự kiến cuối tháng 12 năm 2024, Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả FTA Index.